Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Trong thị trường bất động sản hiện nay thì cũng không có ít các nhà đầu tư hiện tại cũng như là những người mua bất động sản thật á. Họ đang rất là lo lắng về cái vấn đề thanh khoản của cái bất động sản của mình hiện tại đang nắm giữ. Bây giờ thì muốn giữ bất động sản đó thì cũng không được vì là nợ nó réo mỗi ngày. Còn mà muốn bán cũng không xong luôn vì có ai thèm mua đâu. Vậy thì có giải pháp nào cho các nhà đầu tư này hay không? Và cũng còn cơ hội nào cho họ thoát hàng hay không thôi các bạn? Thì chúng ta cùng nhau phân tích một vài điểm trong video này. Đầu tiên thì do bất động sản nó rất là rộng, nó đa dạng các loại hình, phong phú về đối tượng tham gia. Thế nên mình phải gom lại theo 3 ý để dễ tìm hiểu hơn. Một, đó là phải biết rằng là loại bất động sản đang nắm giữ là loại bất động sản gì. Và thứ hai là phải là loại khách hàng hiện tại là thuộc loại khách hàng nào, là chủ bất động sản là ai đó các bạn. Và thứ ba là cái giá bán bao nhiêu là hợp lý, giá như thế nào là hợp lý. Đó thì chúng ta sẽ phân tích xung quanh ba cái vấn đề này thôi ha. Và trên đây là cũng là những cái quan điểm cá nhân của mình tại thị trường thực tế mà mình cảm nhận được. Các ý mình nêu trong video này cũng có thể đúng và cũng có thể sai dưới mọi góc nhìn khác nhau của mọi người. Thì mọi người cũng chỉ tham khảo thôi nha. Và cũng có thể góp ý thêm ở dưới phần bình luận, dưới góc nhìn của các bạn thì như thế nào để cho mọi người có thể hiểu rõ hơn về mọi góc nhìn ha. Thực sự là cái kênh của mình là cái kênh chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế mà thôi. Cho nên là kênh mình không phải là kênh kiến thức hay là kênh hướng dẫn đầu tư này đầu tư nọ ha. Kênh mình chỉ có chia sẻ những cái quan điểm, những cái kinh nghiệm cá nhân của mình tại thị trường thực tế mà thôi. Mình thấy sao thì mình nói vậy. Mình không biết thì mình sẽ không nói tới vấn đề đó. Và mình cũng không phải là chuyên gia cho nên là các bạn cũng thông cảm giúp mình. Có những ý trong video có thể đúng ở trường hợp này và nó cũng có thể sai ở trường hợp khác ha. Đầu tiên, để mà mình xác định được thời điểm hiện nay, bây giờ là bất động sản hiện tại đang nắm giữ, mình nên bán hay là mình ôm tiếp, thì mình phải biết được rằng là cái loại bất động sản đó là loại gì. Ví dụ như là loại bất động sản dự án, loại nhà phố hay là shop house, hay là những dự án bất động sản hình thành từ tương lai, thì chúng ta phải xác định được là những cái bất động sản chúng ta đang nắm giữ là loại bất động sản nào. Và chi tiết hơn thì đối với những cái loại hình bất động sản dự án á, những ai đang nắm bất động sản dự án là những cái loại hình bất động sản hình thành từ tương lai đó, đang mua dưới cái hình thức là hợp đồng đó các bạn, thì xác định luôn ha. Nói chung là loại dự án này thì bán cũng không có ai mua, thật sự mà nói như vậy. Bán sâu luôn, lỗ sâu luôn á, thì hiện tại thì cũng không ai thèm ngó, rất là ít người quan tâm. Và thứ hai đó là loại hình nhà phố. Thì đối với loại hình nhà phố thì các loại hình bất động sản này tương đối nó bền vững. Chính vì vậy thì trên thực tế thì khi thị trường nó trầm lắng thì mức độ giảm giá hoặc là những cái ảnh hưởng nó không quá nhiều đối với loại hình này. Và nhìn chung thì bất động sản nhà phố nó có thể khai thác được cái tiềm năng nội tại của nó, như là cho thuê để ở nè, cho thuê để kinh doanh nè, thậm chí là làm kho bãi để chứa hàng hóa luôn, miễn là ra tiền là được. Thế nhưng toàn bộ thị trường bất động sản giảm thì không phải là nó không ảnh hưởng đến loại hình này. Khi thị trường giảm, bất động sản nó thanh khoản kém và cái sức mua nó yếu đi, thì rõ ràng đối với đa phần người bán muốn bán bất động sản trong thời gian này thì là một cái điều không dễ. Phải công nhận rằng là trong thời gian này nếu mà muốn ra hàng thì không hề dễ, kể cả những cái bất động sản nhà phố thôi các bạn. Và tuy nhiên thì nếu thực sự muốn bán và có nhu cầu thực sự, hoặc là đang gặp các vấn đề gì về tài chính khiến cho mình buộc phải bán cái bất động sản đó, thì rõ ràng là trong thời gian này phải giảm giá sâu. Phải giảm giá làm sao cho người ta thấy sự khác biệt kìa, thấy sự giảm giá rõ rệt của các bất động sản cùng phân khúc, như là cùng diện tích nè, cùng khu phố nè, hoặc là cùng tuyến đường, hoặc là cái hẻm, thì lúc này bất động sản đó mới dễ bán được. Còn nếu các chủ bất động sản không phải vì nợ, không phải vì các lý do bất khả kháng khác, thì tốt nhất thì ráng gồng đi, gồng qua cái cơn khó khăn này, tìm cái cách
khai thác dòng tiền từ các bất động sản đó để mà chờ cơn sóng nó đi qua đi. Chứ thật sự nếu mà bán trong thời gian này là xác định là lỗ luôn. Và một cái thực tế phải thực sự công nhận rằng là như thế này: người mua cái phân khúc, người sở hữu cái bất động sản ở thành phố hoặc là các nơi trung tâm ha, thì đa phần là người có điều kiện. Cái tài chính của họ và cái kinh tế của họ phải thực sự là ổn định. Nếu không vì lý do đặc biệt thì họ cũng không bán bất động sản trong thời gian này đâu. Bởi vì bán trong lúc này là xác định là phải lỗ mới có được người mua. Người mua ở cái phân khúc nhà phố thì luôn luôn có, chắc chắn là một điều là như vậy. Tiền trong dân vẫn còn rất là nhiều, nhiều người đang còn nắm tiền trong tay mà. Họ vẫn đang săn tìm bất động sản giá rẻ, phù hợp hoặc là thậm chí là giá ngộp. Nhưng mà chủ bất động sản lúc đó muốn bán thì phải giảm làm sao cho thấy sự rõ rệt được kìa. Thì lúc này mới có được cái sự quan tâm của người mua. Vì lúc này là người mua có rất là nhiều sự lựa chọn, cộng với cái tâm lý của họ bây giờ là đang thăm dò nữa. Thế nên là muốn bán phải. Tóm lại, phân khúc nhà phố với chủ bất động sản thì phải hạ thật sâu để bán nếu cần hoặc là đang nợ ngân hàng. Và nếu không thì cứ ôm chờ thật lâu thôi. Loại bất động sản này thì chấp nhận lỗ thì bán. Loại này nếu mà bán lỗ thì sẽ có người hốt ngay thôi. Và thứ hai mình muốn nói đến đó là cái loại khách hàng, ví dụ như là chủ bất động sản họ hiện tại họ đi vay hay là họ không đi vay. Và cũng như phân tích ở trên thôi, nếu bán mà bám vào nhu cầu bán của bất động sản thì chỉ có hai tình huống nó dẫn đến cái động cơ quyết định bán bất động sản đó trong thời gian này thôi. Đó là khách hàng có đi vay hoặc là không đi vay, có nợ hay không nợ mà thôi. Nếu mà khách hàng có vay á, cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được cái dòng tiền hoặc là cái tiền để mà trả nợ. Vậy thì theo mình phải tính toán thật kỹ nha. Nếu mà theo mình á, thì phải tính toán thật kỹ trong vòng 3 đến 5 năm nữa. Nếu mà gồng được trong vòng 3 đến 5 năm nữa thì ok, chọn gồng tiếp. Bởi vì hiện tại thì bất động sản nó đang trong cái chu kỳ đóng băng và nó có thể sẽ còn rất là lâu nữa mới phục hồi trở lại. Không thể mà phục hồi một sớm một chiều được. Những ông nào mà nói thị trường cuối năm nay phát triển trở lại thì để cho các ông mua ha, mình không biết. Nhưng mà thực sự ra trên thị trường thực tế hiện nay thì trong năm nay chắc chắn là không còn cơ hội nào nữa rồi. Và cũng còn rất là nhiều năm nữa, 1, 2 năm hoặc 3, 4 năm, thậm chí là 5, 6 năm nữa luôn. Cho nên là xác định phải ôm thật là lâu. Nếu mà mình có dòng tiền thì ok, xác định ôm tiếp. Còn không có thì mình phải xác định là bán ha các bạn. Ở cái thị trường hiện nay á, thì đa phần các chủ bất động sản, các bất động sản nó đang được rao bán với một lý do là vay nợ thôi. Mất cân đối tài chính, dòng tiền của họ bị mất cân đối nên họ phải buộc bán tháo để mà giải thoát ra thôi. Thế nhưng không phải ai cũng có thể bán tháo là được nha các bạn. Không phải bán tháo là có người mua đâu. Và ở tại thị trường bất động sản thực tế hiện nay, nếu như những ai đang nắm bất động sản mà bị ngộp, bị kẹt nợ do đi vay thì mình quan sát thấy là có hai tình huống có thể xảy ra ở trường hợp này. Là các nhà đầu tư hay lựa chọn hai cái hướng như thế này. Một là họ bán tháo giá rẻ như cho luôn, bán một cái bất động sản giá rất là rẻ luôn. Nhưng thực tế thì chẳng có ai thèm ngó đâu, vì rất là nhiều lý do khác nữa, pháp lý này kia nữa, tất cả. Và thứ hai, họ sẽ lựa chọn lầy lội luôn. Và có nhiều người họ chấp nhận nợ xấu, ôm tiếp luôn, đợi ngân hàng giải quyết sao thì họ theo thôi. Nói chung thì cái kiểu này là cái kiểu mặc kệ đời á, chứ hết cách rồi, không còn cách nào nữa để giải quyết nữa rồi, cho nên là họ lầy luôn. Và các bạn thắc mắc rằng là nếu mà vậy thì làm sao các nhà đầu tư này sau này có thể đầu tư lại được, đúng không? Có thể vay mượn lại được. Nhưng mà thực tế là như thế này nè. Giờ bây giờ thời điểm khó khăn như thế này, họ cứu mình còn không được trong cái thời gian này. Cứu mình còn chưa xong mà, thì lấy đâu ra cái tâm trí mà tính tới cái đợt sau để đầu tư tiếp. Và bên cạnh đó, nếu mà đầu tư vào đợt sau đi nữa ha, cần vốn vay ngân hàng thì họ có đủ mọi cách khác, đủ mọi cách lách, miễn sao họ có được tiền vay mà thôi. Cái này thì mình sẽ chia sẻ ở những cái clip sau thôi các bạn. Đó là đối với những người đang đi vay ha. Còn đối với những khách hàng thứ hai, đó là khách hàng không sử dụng vốn vay.
họ không sử dụng vốn vay để mà mua bất động sản, họ dùng tiền tươi luôn, thì bây giờ họ cứ ôm thôi. Rõ ràng một lời khuyên chân thành của mình là ôm đi, ôm thoải mái đi, đừng có lo nghĩ gì tới nó nữa. Thật sự là như vậy, bây giờ mình đâu có bị vướng bận gì về tài chính đâu, không có bị một cái lý do bất khả kháng nào thì mình đừng có quan tâm tới nó là bất động sản giảm hay tăng nữa. Thật sự là vậy, thì cứ ôm đi, chứ nghĩ tới làm chi nó thêm đau đầu mà thôi, lăng tăng để được gì. Cái giá bán lỗ sắp mặt còn chưa bán được bây giờ thì nghĩ làm gì cho nặng đầu. Bây giờ thì ráng kiếm thêm tiền, tích lũy thêm trong vòng vài năm tới thì may ra thì nó có lý hơn rất là nhiều. Và cái câu hỏi thứ ba đó là bán giá bao nhiêu là hợp lý. Cái câu chuyện bán bao nhiêu, bán hay không bán thì nói vậy thôi, chứ mà quyết định nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều vào mức giá nữa. Loại tài sản nào, đang nắm loại hình nào, giá bao nhiêu, nó còn phải phụ thuộc là xác định bất động sản đó hiện tại đang nắm nó nằm ở phân khúc nào nữa kìa. Phân khúc giá nào là dễ bán nhất, nhà phố là nó khác, shop house cũng khác, đất nền thì cũng khác, chung cư thì càng khác nữa, đủ các kiểu luôn. Và thực sự trên thực tế thì mình cũng không làm hết tất cả các loại hình bất động sản đó, nên mình sẽ xin phép không đưa ra ý kiến nhiều ở phần này. Xin để lại ý kiến cho quý cô chú, anh chị và các bạn, những ai nắm rõ về thị trường nào á thì có ý kiến hay thì nhờ cô chú, anh chị và các bạn góp ý thêm ở dưới phần bình luận ha, để cho mọi người cùng biết. Và hiện tại bất động sản em đang có thể biết, hiểu sâu một xíu, đó là những cái bất động sản khu vực nội thành hoặc là những cái khu vực vùng ven mà thôi. Và đặc biệt đó là cái loại hình nhà phố, những cái loại có sổ. Vì thật sự ra là cái tính của em nó không thích là những cái bất động sản hình thành từ tương lai, thật sự là như vậy, tại vì nó mang yếu tố rủi ro cao. Hoặc là đối với những cái loại nhà phố mà vi bằng sổ chung này kia cũng vậy, em cũng không thích, thật sự là như vậy. Đối với em thì em nghĩ là các loại hình nhà phố khu vực vùng ven á, đối với loại hình nhà phố khu vực vùng ven nha, thì trong bán kính khoảng tầm là 20 km đổ lại thôi, từ trung tâm thành phố tính ra, thì cái giá nhà lấy quy chuẩn là khoảng 100m² đi, xây một trệt một lầu, thì cái tầm giá khoảng 1,5 tỷ đổ lại thì sẽ rất là dễ bán luôn. Rất là nhiều người đang tìm cái phân khúc này, 1,5 tỷ đổ lại mà có được sổ riêng, nhà hơi rộng một xíu đó, và họ chấp nhận rằng là đi xa thành phố một xíu, 1,5 tỷ đổ lại có cả nhà thì họ sẽ mua. Hiện tại vẫn còn rất là nhiều cái sức mua ở phân khúc giá này. Tuy nhiên thì cái giá bây giờ nó chưa giảm được về cái tầm đó. Bây giờ đối với các bất động sản khu vực vùng ven á, giá nó cũng phải dao động giá đất thôi nha. Nó đã dao động là trên 10 triệu một mét vuông rồi. Thế cho nên là nếu mà xây nhà lên nữa thì rõ ràng là nó đã trên cao hơn 1,5 tỷ rồi. Tuy vậy thì nếu mà xét đúng đi nữa, nếu mà về giá trị thực đi, thì cái phân khúc tầm trung, cái phân khúc mà hợp với người dân nhiều nhất, đó là phân khúc cả nhà luôn và đất luôn, khoảng 100m², khoảng tầm là 1,5 tỷ đổ lại đi, thì sẽ có người mua. Và đối với loại hình đất nền chẳng hạn, những cái khu đất nền nhưng mà khu đó phải thực sự là có cư dân nha, là những cái nơi mà thực sự không phải là những cái nơi mà nó đồng không mong quạnh đâu, những cái khu đường rộng rãi thoáng mát, khu quy hoạch là cũng đường xá này kia, điện đóm đầy đủ, cống thoát nước ok, và trong cái khoảng cách là khoảng 20 cây số đổ lại thôi, thì cái mức giá mà khoảng tầm vài trăm triệu, khoảng tầm 700-800 triệu thôi thì thanh khoản rất là nhanh nếu mà có những loại bất động sản này. Và trên thực tế thì cũng vậy thôi, trên thực tế làm gì có những cái miếng đất như vậy nữa quý cô chú anh chị. Bây giờ thì đất vùng ven nó cũng phải là nằm trên 10 triệu, trên 10 triệu một mét rồi, cho nên là đối với 100m² thì phải hơn 1 tỷ bạc. Và chưa kể là những cái lô đất 1 tỷ đó là cũng phải là đi vô những cái nơi sâu hơn một xíu, xa hơn một xíu nữa, và nhiều khi nó cũng phải là đi 40-50 km, chứ không phải rằng là đi 20 km trong bán kính như em nói đâu ha. Cho nên đối với những cái loại hình bất động sản khu vực vùng ven thì giá đất thì phải phân khúc khoảng tầm vài trăm thôi, và cái giá nhà thì khoảng tầm 1,5 tỷ, có cả nhà và đất thì ok, thì thanh khoản nó mới dễ dàng được. Nhưng mà thực tế là đó là chỉ có mơ thôi, chứ hiện tại thì giá bất động sản nó chưa có giảm sâu. Bây giờ giá bất động sản chưa điều chỉnh về giá trị thực của nó, thế nên là không có cái chuyện đó xảy ra. Chính vì vậy cho nên là mới xảy ra cái tình trạng là bất động sản hiện tại nó đang ế ẩm là như thế đó các bạn. Và bên cạnh đó, đối với các bất động sản khu vực vùng ven ha, những bất động sản cao hơn
tầm giá 3 tỷ đổ lên thì rất là khó bán. Và thực tế cũng vậy luôn. Thực tế ở thị trường bất động sản vùng ven bây giờ thì quanh chợ Bình Chánh chẳng hạn, những cái khu vực từ chợ Bình Chánh đi xuống khoảng từ 3-4-5 cây số đi, thì giá của một căn nhà và một lô đất rồi khoảng tầm là 100m2 á, một trệt một lầu, thì đã bán là phân khúc hơn 3 tỷ rồi. Và chính vì thế cho nên hiện tại rất là khó bán cũng vì lý do này đó. Và đặc biệt là đối với bất động sản bây giờ ở vùng ven thì thật sự là xa, và cái giá này thì tỷ này tỷ kia luôn, thì lấy đâu ra có người mua được mà bán. Nếu mà xét đúng ra ha, là những người có tiền để ở, mua để ở trong cái tầm giá này, tầm giá 3 tỷ này, thì thật sự là họ sẽ ưu tiên ở phân khúc ở trung trung tâm để tiện cho cái công việc học hành con cái của họ hơn. Và nếu mà họ mua ở vùng ven với giá đó, với giá 3 tỷ đổ lên như vậy, thì hầu như là các ông đầu cơ thôi, họ các ông mua đi bán lại để ăn chênh lệch mà thôi, chứ đâu có cái nhu cầu mua để ở đâu. Nói chung thì bán trong cái giai đoạn bây giờ là cái thời điểm cực kỳ khó khăn, không phải là cái câu chuyện dễ dàng. Ai đã ôm bất động sản rồi muốn bán trong giai đoạn này thì cực kỳ phải kỹ lưỡng, phải biết rằng là mình đang ở cái điểm nào để bán, chấp nhận rủi ro được hay không, chấp nhận lỗ hay không, và ôm tiếp thì ôm được trong bao lâu, kinh tế thì có gồng nổi hay không, hiện tại tài chính của mình có kham nổi những cái khoản chi phí đó hay không, lúc thị trường nó trở lại rồi thì bán được cái giá cũ hay không nữa, hay là vẫn phải lỗ, và hàng tá các câu hỏi khác cần phải trả lời nữa. Và tóm lại, không còn có phương thuốc nào chữa cho các bệnh ngáo giá ở trong thời gian này nữa rồi, thật sự là như vậy. Và xung quanh tất cả đều là bế tắc, không có lối thoát. Và theo các bạn thì còn cái đường thoát nào cho các nhà đầu tư, các nhà đầu cơ hiện tại đang còn ôm bất động sản trong thời gian này hay không, thì các bạn hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận để cho mọi người cùng tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. We'll be right back.